Ủa, chị chạy xe kiểu gì mà rớt kính xe luôn vậy? Thì nó éo nó rớt thôi. Chị con gái mà có sửa được đâu, để ngày mai đem ra tiệm là được rồi. Ủa, ai lắp lại cái gương cho chị vậy? Với lại giặt cái nón nữa. Mẹ thì chắc chắn là không phải rồi, chả lẽ là em hả? Em có rảnh đâu mà làm mấy cái chuyện đó. Mà Thành làm á. Chắc là chị muốn lấy lòng thôi. Con cảm ơn ba nha. Ủa, con cảm ơn ba chuyện gì? Con cảm ơn ba vì ba cho con cảm giác có ba. Ba phải cảm ơn con mới đúng, vì con đã cho ba được cảm giác được làm ba. Wow, tới trường rồi đó con. Dạ. Con thưa ba, con đi học. Ngoan, nhớ điểm điểm 10 về cho ba nghe không? Dạ. Chào đi con. Mẹ ơi, dạ ăn cơm. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ba ơi, mẹ bệnh. Ba ơi. Để ba coi coi. Trời đất ơi, sao mà sốt cao vậy nè, không biết nữa. Rồi, em. Rồi bây giờ làm sao thôi? À, để ba xuống lấy nước ấm đắp cho mẹ. Nấu cháo ăn cho mẹ chắc là... À, để ba nấu cháo cho mẹ ăn chắc đỡ hơn đó con. Dạ. Đợi ba chút nha. Dạ. Em thấy sao rồi em? Em thấy trong người sao rồi em? À, để anh đỡ em dậy ăn tí cháo đi cho nó khỏe. Anh mới nấu cháo hầm nè, ngon lắm á. Nè em ăn đi cho mau sức nè. Rồi, ráng ăn đi. Em thấy trong người em đỡ chưa? Khỏe hơn ha. Ăn muỗng nữa ha. Rồi, vậy em nằm nghỉ nha. Anh đi cất cháo. Ba bị tai biến mạch máu não nên từ bây giờ ba không thể nào mà đi lại hay ăn nói bình thường được nữa. Ủa, vậy mẹ ở nhà chăm sóc ba hay là thuê người làm chăm sóc ba vậy mẹ? Con biết là công việc của mẹ rất là bận, mẹ không thể nào mà chăm ba được. Thậm chí mẹ còn không có nhiều thời gian để chăm lo cho các con. Mẹ không thể nào mà mang một người cha tàn tật về để làm liên lụy đến tương lai các con được. Dù gì thì ba và mẹ cũng chưa làm đám cưới. Đừng mà mẹ, mẹ đừng có làm vậy mà. Mẹ đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngày mai mẹ sẽ đưa ba về nhà cũ, rồi thuê người giúp việc để chăm sóc và nấu ăn cho ba. Mẹ. Ba cảm ơn con học giao rồi con. Ba không muốn là em làm gánh nặng cho mẹ của con.
Con sao vậy Khang? Tại sao mọi người hất hủi khi ba đau ốm? Ông ấy không phải ba của mình. Nhưng ba đã coi tụi mình là con của ba đó chị. Mẹ với chị đúng là độc ác. Khang, vô nhà đi con. Bà không biết là con ghé chỉ nấu mấy món này hay là để bà xuống bếp làm thêm món hết vô con. Nhau sao đâu bà, con cũng không hiểu nổi tại sao mẹ con có thể nhẫn tâm với một người đã từng đối xử tốt với mình như vậy. Sao được con, mẹ con có lý do riêng của mẹ mà. Hay là hằng ngày con về qua đây chăm sóc ba nha. Mẹ thật không ngờ con là người có tình có nghĩa đến như vậy. Mẹ yên tâm, con sẽ phụng dưỡng ba mẹ tới cuối đời. Nhưng mẹ phải hứa với con là mẹ không được bỏ ba một mình nữa nha mẹ. Mẹ hứa, mẹ xin lỗi hai ba con.